Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là tham gia vào cái testnet của dự án là DeepWater để nhận airdrop nha. Thì hiện tại thì DeepWater là một cái nền tảng giao dịch nhằm mang tính bảo mật trên tầng giao dịch cho các bạn nha. Thì hiện tại thì nó đang trong quá trình testnet và ở V2 thì họ cũng đã xác nhận đó là sẽ có airdrop dành cho những user mà đã tham gia vào cái testnet của họ. Thì cái kèo này thì cái nền tảng này cái dự án này thì testnet nó cũng đã ra cũng khoảng là cũng khá lâu rồi. Mình quên hướng dẫn cho mọi người. Thì hiện tại thì cái form đăng ký testnet để nhận airdrop á, nó còn mở, cho nên là anh em là cố tham gia sớm nha. Thì đây là trang chủ của dự án nha. Thì đối với cái nền tảng giao dịch này thì nó cho các bạn là trải nghiệm các tính năng cả DEX và SET luôn nha các bạn. Có nghĩa là nó có tính năng đó là auto boost với lại là swap luôn nha. Thì với lại là backer của cái dự án này mình cũng thấy khá là lớn nha. Thì backer thì bao gồm đó là Near này, Harmony này, với lại là LG Capital này. Theo đó đó là và các là backer khác thì hiện tại thì nó cũng đã banner với lại là Wormhole nha, với lại Avalanche. OK, thì đây thì hiện tại thì nó đang có testnet trên cả ba mạng, trên cả các mạng lưới như sau. Thì hiện tại thì nó hỗ trợ mạng lưới testnet như là Avalanche này, Awaz các bạn, với lại là Goali, với lại là Mumbai có nghĩa là Matic ấy. Tiếp theo đó là BSC. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là testnet ở bên mạng lưới Goali nhé. Thì tham gia vào cái testnet này nó cũng đơn giản thôi các bạn. Thì vào cái roadmap của họ thì họ cũng đã confirm đó là vào quý 1 năm 2023 nhé. Quý 1 của năm 2023 họ sẽ launcher này, họ sẽ ra mắt token nhé và grow with mình. OK, thì để tham gia vào cái testnet hôm nay thì cái đầu tiên của các bạn là các bạn cần phải đăng ký cái form để nhận airdrop nha. OK, thì cái link form này thì đầu tiên các bạn vào link dưới phần mô tả video, đó là deepwater.mx registration này. Thì đầu tiên thì cái form này các bạn là điền lại là tên của các bạn này. Tiếp theo đó là sau đó thì địa chỉ ví mà các bạn tham gia vào testnet thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn nha. Sau đó các bạn quay trở lại đây, các bạn dán vào đây. Tiếp theo đó là email, các bạn điền lại email giúp mình. Sau đó là country thì các bạn chọn cho mình là quốc gia Việt Nam nha, các bạn kéo xuống bên dưới ấy. Các bạn chọn Việt Nam, sau đó các bạn nhấn vào nút là registration, register. OK, thì sau khi các bạn nhấn vào nút register xong thì nó sẽ hiện ra cái dòng chữ đó là submit nha, nó sẽ là submit register, có nghĩa là các bạn đã đăng ký thành công nha. OK, như vậy là đã xong. Thì tiếp theo đó thì chúng ta là đi vào testnet, thì testnet chúng ta chỉ cần là swap với lại là đặt những cái lệnh đó là auto boost tương tự như là sàn xét thôi. Đợi mình tí nhé, mình kiểm tra email thử là có cái email nào còn phim không nhé. OK, các bạn chỉ cần đăng ký như vậy thôi nhé, các bạn điền lại thông tin rồi nhấn vào nút là register là xong thôi. OK, thì để tham gia vào cái testnet này ở bên mạng lưới Goali thì đầu tiên thì trên ví của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Goali, mạng lưới thử nghiệm Goali nha. Thì trên ví MetaMask các bạn chọn vào chuyển đổi mạng này, các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được là cái mạng testnet Goali hoặc là mạng thử nghiệm Goali nha. Thì các bạn cũng cần phải có ETH ở bên mạng lưới Goali để chúng ta là làm phí giao dịch. Thì bạn nào mà chưa có ETH ở bên mạng lưới Goali thì có thể là copy lại cái địa chỉ ví của các bạn. Sau đó các bạn vào cái trang Phao Kẹt Goali Phao Kẹt này, rồi các bạn đăng nhập bằng cái tài khoản Google của các bạn vào nha. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây, rồi các bạn nhấn vào nút đó là Send me ETH. Thì nó sẽ gửi cho các bạn đó là 0,2 ETH để các bạn làm phí giao dịch thôi nha. Thì sau khi các bạn đã có ETH ở trên mạng lưới Goali rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video. Các bạn vào cái sàn của họ nha. Các bạn vào cái giao thức của họ đó là testnet.deepwater.xyz này. Các bạn connect với lại cái ví của các bạn nha. Các bạn chỉ cần nhấn vào nút là connect này nha. Các bạn chọn vào connect wallet, rồi các bạn chọn cho mình đó là MetaMask nha. Rồi các bạn connect vào lại cái ví MetaMask của các bạn thôi ở bên mạng lưới Goali. Thì sau đó sau khi các bạn connect xong thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ ví của các bạn như thế này. Thì kế bên ở cái địa chỉ ví nó sẽ có chữ là Phao Kẹt.
Thì bây giờ các bạn cần phải file kẹt những cái đồng coin này để chúng ta là deposit vào chúng ta trade nha. Ok, thì các bạn nhấn vào nút là file kẹt. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút trên file kẹt xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì ở phần Ceres Network này thì các bạn giữ nguyên cho mình đó là Goali nha. Các bạn giữ nguyên cho mình đó là Goali. Tiếp theo đó thì các bạn bật hết những cái đồng coin lên cho mình nha. Các bạn bật tất cả những đồng coin lên cho mình nha. Các bạn bật hết lên lên cái thanh bật này, các bạn bật lên hết cho mình. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là Tweet to Claim Token. Sau đó nó sẽ dẫn các bạn đến Twitter và nó yêu cầu các bạn là đăng lại một cái bài viết có sẵn. Thì các bạn chỉ cần là đăng lại cái bài viết có sẵn thôi, các bạn đăng lại nha. Ok, các bạn sau đó thì các bạn nhấn nút là Tweet này, chúng ta đăng lại cái bài viết này. Sau khi đăng xong thì các bạn vào profile Twitter của các bạn nha. Các bạn vào một profile, sau đó các bạn copy lại cái link bài viết này giúp mình. Cái link bài viết mà các bạn vừa đăng ấy. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào, rồi các bạn chọn vào copy link to Twitter. Các bạn copy lại cái link bài viết này, sau đó các bạn quay trở lại với cái nền tảng. Rồi các bạn dán cái link bài viết đó vào đây nha. Bắt to URL này, có nghĩa là link bài viết mà các bạn vừa đăng ấy. Sau đó ở dưới email thì các bạn điền lại email giúp mình. Các bạn điền lại email mà giống cái email mà hồi nãy các bạn đăng ký ở bên đây này nha. Ok, sau đó thì các bạn nhấn vào nút là submit. Thì sau đó cái quý của các bạn nó sẽ tự động mở ra và yêu cầu các bạn đó là xác thực giao dịch nha. Thì bây giờ trên quý của các bạn xác thực giao dịch thôi, trả ít phí là ETH ở bên mạng lưới Goali. Thì đây là testnet cho nên là chúng ta cứ tham gia thoải mái thôi các bạn. Ok, thì sau khi các bạn xác thực ở trên quý xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này nha. Thì sau đó thì các bạn có thể là các bạn nhấn nút là add token to wallet này nha. Các bạn nhấn nút là add token to wallet này, các bạn nhấn vào để chúng ta là add những cái đồng coin mà chúng ta vừa phao kẹt để cho nó hiện trên ví MetaMask của chúng ta ấy nhá. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là thêm token thôi. Các bạn chỉ cần nhấn nút là add token to wallet thì cái ví MetaMask của các bạn nó sẽ hiện ra, thì nó yêu cầu các bạn là thêm token. Thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là thêm token thôi. Đấy. Đấy. Để cho nó hiện ra những cái ví trên ví MetaMask những cái đồng coin mà chúng ta vừa ấy các bạn nhá. Thì các bạn chỉ cần nhấn bao nhiêu lần thôi để chúng ta là thêm những tất cả các đồng coin này để nó hiện trên ví MetaMask cho chúng ta. Ok, mình đã thêm những cái đồng coin mà mình vừa phao kẹt này, như là USDC này, ZRB và lại là WTR này, USDC này nhá, lại WBTC này. Ok, thì sau khi các bạn ấy xong thì các bạn cứ tắt đi nhá, các bạn tắt đi. Tắt cái bảng này đi. Thì sau đó thì chúng ta cần phải deposit vào cái nền tảng nha. Thì các bạn có thể là ở phần Deep Water mà hồi nãy chúng ta phao kẹt xong á, thì các bạn ở phần này các bạn có thể là nhấn vào wallet này, các bạn sẽ thấy được là những cái đồng coin mà chúng ta vừa phao kẹt được nha. Đây. Như là ZRB này, WTR, USDC hoặc là WETH hoặc là WBTC này. Thì bây giờ chúng ta thì hiện tại thì nó đang ở trên ví của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải deposit vào cái sàn của họ để chúng ta trade. Thì ở phía trên này nó sẽ có nút là deposit, các bạn chỉ cần nhấn vào nút là deposit thôi. Sau đó thì ở phần chain thì các bạn giữ nguyên cho mình đó là Goali. Còn ở dưới các bạn select token cho mình. Đó là các bạn có thể là các bạn chọn phần select token rồi các bạn chọn token các bạn muốn deposit vào thôi. Thì ở đây mình sẽ chọn là USDC nhá. Các bạn có thể là chọn các bạn chọn là từng cái để các bạn deposit vào nhá. Ở đây mình sẽ chọn là ZRB luôn đi. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút mát nha. Rồi các bạn nhấn nút approve. Ok, sau đó các bạn xác thực ở trên quý thôi. Các bạn đợi trên mạng lưới nó xác nhận nha. Ok, thì sau khi cái mạng lưới nó xác nhận xong thì cái nút deposit nó sẽ hiện ra, các bạn tiếp tục nhấn vào nút là deposit. Rồi các bạn xác thực trên ví MetaMask một lần nữa để chúng ta là deposit cái đồng coin này vào cái sàn DEX này nha. Xác nhận này. Ok, thì như vậy là mình đã deposit một cái đồng rồi đó thành công. Tiếp theo đó các bạn tắt đi.
Và tiếp tục các bạn tiếp tục nhấn vào nút là deposit. Sau đó thì các bạn tiếp chọn chọn tiếp cho mình cái đồng coin đó là WTR rồi USDC hoặc là WETH hoặc là WBTC nhé. Các bạn deposit hết hết những cái đồng này vào nhé, vào cái sàn DEX của họ để chúng ta là trade nhé. Ở đây mình sẽ chọn lại USDC, mình sẽ deposit vào đây. Tương tự như là các bạn chọn những cái đồng coin khác thì các bạn cũng áp pro nhé. Ok, xác thực này. Hoặc là các bạn có thể là deposit vào một nửa cũng được, không cần deposit hết đâu các bạn. Ok, tiếp tục là cái nút deposit nó sẽ hiện ra, các bạn nhấn nút deposit rồi xác thực lên ví thôi. Ok, xác nhận này. Ok, thì như vậy là mình đã deposit thành công. Thì cũng cũng tương tự như là các đồng coin khác, các bạn nhấn nút là deposit rồi deposit hết những cái đồng coin khác vào cái nền tảng của họ nha. Ở đây thì mình deposit nhiều quá thì thời gian nó khá là lâu nha, mất thời gian lắm. Thì ở đây mình sẽ xây, thì sau khi các bạn deposit xong thì các bạn có thể là chọn vào cái mục đây này nha, chỗ phần deep water này nha. Các bạn sẽ thấy được là cái tài sản của bạn trong đây thôi nha, ở phần Goali này. Ở đây hồi nãy mình deposit vào này nhé, là một này. Còn USDC thì hiện tại nó chưa confirm cho nên là nó chưa hiện. Các bạn có thể là tải lại trang nhé, sau khi các bạn deposit vào xong thì các bạn có thể là tải lại trang để cho nó hiện nhé. Cái hiện tại nó chưa hiện các bạn ạ. Ok, thì sau khi các bạn deposit vào xong thì bây giờ các bạn tiếp tục chọn vào cái mục exchange nhé. Thì trong cái mục exchange này nó sẽ có hai phần, đó là phần basic với lại là phần advanced. Thì phần basic có nghĩa là phần swap tương tự như là sàn DEX nha. Thì phần basic tương tự là chúng ta là swap tương tự như là các sàn DEX. Còn ở phần là avan ở phần nâng cao có nghĩa là các bạn sử dụng nó cho chúng ta là trải nghiệm cái tính năng đó là auto boost như là tương tự như là trên sàn Binance, các bạn chúng ta có thể là đặt đặt lệnh giới hạn nha. Ok, thì đầu tiên thì các bạn ở trong phần mục exchange này các bạn chọn cho mình đó là mục basic. Thì mục basic thì sau khi bạn chọn xong thì nó sẽ hiện ra cái giao diện như thế này. Thì sau đó thì chúng ta là chọn token để chúng ta swap thôi nhé, ở phần bên này do sale này. Ở phần này thì hồi nãy các bạn deposit những cái đồng coin nào thì bây giờ các bạn chọn lại cái đồng coin đó thôi. Thì ví dụ hồi nãy mình là deposit đó là con là USDC đi nha, thì các bạn chọn cho mình đó là USDC ở bên mạng lưới Globally nha. Thì USDC chỗ USDC nó sẽ có một cái logo nhỏ, cái hình cái logo ETH á, có nghĩa là cái USDC này nó ở bên mạng lưới là Globally nha, các bạn chọn nha. Đây, hồi nãy mình deposit là 1.350 này. Tiếp theo đó thì các bạn muốn swap USDC sang cái đồng coin nào thì các bạn chọn cho mình cái đồng coin đó nha. Thì ở đây mình muốn deposit sang swap sang là WETH, mình sẽ chọn là WETH ở dưới. Rồi các bạn sau đó ở trên đây các bạn muốn swap bao nhiêu? Ví dụ là 200 đi, mình sẽ điền lại là 200, mình muốn swap 200. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút đó là submit market order nha, các bạn nhấn vào cái nút đó là submit market order. Rồi chúng ta swap thôi các bạn. Ok, sau đó thì ở trên ví nó sẽ hiện ra yêu cầu các bạn đó là xin và ký. Ok, thì trên ví các bạn nhấn vào nút ký giúp mình nha. Ok, thì như vậy là cái nền tảng này chúng ta khi mà giao dịch đó, chúng ta các bạn chỉ cần ký thôi chứ không cần trả phí giao dịch nha. Ok, thì mình vừa swap xong rồi nha. Đây này, nó hiện ra này. Thì bây giờ cứ tiếp tục các bạn có thể là swap dùng USDC, các bạn swap sang những cái đồng là WBTC nha. Đấy. Thì ở đây mình sẽ swap thêm là 200 đi. Đấy. Rồi các bạn nhấn nút là submit market order rồi xin ký trên ví thôi. Ký này. Thì đây là swap cho nên là chúng ta swap một lệnh là thành công luôn nha. Đây, là xong. Ok, thì các bạn có thể là sử dụng là WBTC, các bạn swap trở ngược lại đó là USDC nha. Các bạn nhấn nhấn vào dấu mũi tên này để nó chuyển WBTC lên trên lại, sau đó xuống đây. Sau đó thì các bạn điền lại số lượng các bạn muốn swap thôi.
Ok, thì đó là phần basic, thì tính năng như là các sàn DEX khác. Thì tiếp theo đó, trong một exchange, các bạn chọn qua cho mình cái mục nâng cao, đó là Avanced. Thì trong cái mục là nâng cao này thì nó sẽ cho các bạn tính năng đó là Auto Boost, tương tự như là trên sàn SET nha. Thì trong tính năng Auto Boost này thì ở đây thì các bạn có thể là chọn cặp rồi các bạn đặt lệnh thôi nhé. Các bạn chọn cặp này. Ở trên đây nó sẽ có cặp của các bạn này nhé. Thì những cái đồng coin nào mà nó hiện cái logo ETH nhỏ, có nghĩa là những cái đồng coin đó ở bên mạng lưới Goali nhé, ở bên mạng lưới testnet Goali thì các bạn chọn thôi. Thì cũng tương tự thì các bạn có thể là chọn đó là swap này nhé. Ở đây mình sẽ tiếp tục là chọn là cái cặp đó là WETH với lại là USDC nhé. Thì sau đó thì bây giờ các bạn muốn sell hay là các bạn muốn buy thì tùy các bạn thôi. Thì ở đây các bạn muốn thì ở đây mình muốn buy ETH, thì mình đang có USDC thì mình muốn buy ETH thì mình sẽ chọn là buy nhé. Ok, thì sau đó các bạn thì ở đây mình sẽ chọn buy này. Thì ở phần limit thì các bạn có thể là chọn lệnh limit hoặc là lệnh market nhé. Thì lệnh market có nghĩa là các bạn có thể là mua bán cái với lại là cái giá giá đang hiện có trên market luôn nhé. Sau khi các bạn đặt lệnh market xong á thì cái lệnh của bạn sẽ xác nhận thành công luôn. Còn đối với lại là cái lệnh limit á thì các bạn có thể là chọn giá nha, các bạn có thể điền giá thấp hoặc cao nha. Thì ví dụ giá ETH hiện tại khoảng là 1.196 đô đi, thì các bạn muốn mua ETH ở giá thấp hơn ấy thì các bạn có thể là đặt một cái lệnh limit nha, để cái lệnh của bạn nó treo đó, thì khi nào mà giá nó giảm xuống về cái giá đó thì cái lệnh của bạn nó sẽ tự động khớp cho các bạn thôi nha. Thì ở đây mình sẽ lấy ví dụ đi. Thì ok, thì mình sẽ nhấn 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 vào nút buy này, mình sẽ chọn là limit này và price của các bạn chọn là price này, các bạn có thể là nhấn ở bên lệnh này này nhé, lệnh người ta đang mua bán này. Thì ở đây mình sẽ mua luôn nhé, mình sẽ chọn là giá người ta đang bán luôn này, 1.200 này, và số lượng là bao nhiêu ETH này. Thì ở đây mình sẽ dùng USDC mình mua ETH nha. Thì ở dưới đây thì nó sẽ có cái phần trăm này, các bạn có thể là kéo lên nha, các bạn nhấn vào cái chỗ phần trăm này này, các bạn kéo lên nha, các bạn nhấn giữ vào, các bạn kéo ra là các bạn muốn mua bao nhiêu ETH thì các bạn chọn vào đây đấy. Thì total các bạn trả USDC đó là 247 đô nha. Thì đây là phần buy. Thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn nút là buy order thôi. Rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Các xin ký trên ví này. Ok, thì sau khi xin ký xong thì cái lệnh của bạn nó sẽ xuất hiện ở đây này. Thì hiện tại thì cái lệnh của mình đã hết luôn rồi. Thì tại vì mình đặt cái giá người ta đang bán này nha, là một cái này, cho nên là nó khớp luôn nha. Cho nên là nó khớp luôn. Còn các bạn muốn đặt giá thấp hơn á thì ở đây đi, giúp ví dụ mình muốn mua ETH ở giá đó là giá hiện tại khoảng là 192 đi, mình sẽ mua giá là 190 đi, thì mình sẽ điền lại chỗ đây là 190 này. Sau đó thì mình sẽ điền lại số lượng đây này nha, điền lại số tiền mà các bạn muốn mua ETH. Sau đó các bạn nhấn nút là play buy order rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Thì sau khi các bạn đặt lệnh xong thì ở bên cái phần này này, ở phần là open order này, nó sẽ xuất hiện cái lệnh của các bạn nha, limit này nha. Thì khi nào mà cái giá nó giảm về là 1190 nha, cái giá ETH mà nó giảm về 1190 thì cái lệnh này nó sẽ tự động khớp cho các bạn thôi. Nó sẽ xuất hiện ra cái mục đó là order history này, ở bên phần lịch sử mà các bạn đã nhận cái lệnh thành công của các bạn ấy nha, nó sẽ xuất hiện bên đây. Còn hiện tại thì cái lệnh của chúng ta là của mình là lệnh limit, mình mua giá ở 1190 thì giá hiện tại nó chưa giảm về đây cho nên là cái lệnh của mình chưa khớp nha. Thì cũng tương tự như là sell thì các bạn có thể là sell các bạn bán ETH, thì ở đây các bạn muốn bán ETH là bao nhiêu thì giá bán thì giá người ta mua hiện tại là 1194 đây, thì các bạn có thể là sell này rồi các bạn điền lại số lượng thôi, số lượng ETH các bạn muốn bán nha, các bạn kéo cái thanh này lên này, hoặc là các bạn có thể là điền lại bằng tay cũng được nha. Sau đó thì các bạn nếu mà các bạn muốn khớp lệnh nhanh luôn ấy thì các bạn có thể là chọn giá người ta đang bán, người ta đang mua này nha. Thì lệnh xanh là lệnh người ta đang mua, còn lệnh đỏ là lệnh người ta đang bán nha. Thì ở đây mình muốn sell ETH thì mình sẽ chọn ra là cái lệnh này luôn nha. Cái lệnh cái giá người ta đang treo bán này, cái giá người ta đang treo mua này. Sau đó các bạn nhấn nút là play sell order. Sau xin ký trên quý thôi. Là xong. Đấy. Như vậy là cái lệnh của mình khớp luôn, tại vì mình chọn cái lệnh này mà. Và tiếp theo đó thì đối với là cái lệnh limit này thì các bạn có thể là các bạn muốn bán cái con ETH ở giá cao hơn thì các bạn có thể là chọn cái giá cao hơn thôi nha. Ví dụ là mình sẽ đặt cái giá là 1.201 đi. Sau đó mình muốn bán ở giá là muốn bán bao nhiêu ETH thì các bạn điền lại số lượng này. Rồi các bạn nhấn nút là play sell này. Rồi các bạn xin ký trên ví thôi. Ok.
Thì sau khi xin ký xong thì cái lệnh của các bạn nó sẽ xuất hiện ở phần này nhé, có nghĩa là cái lệnh chờ của các bạn. Thì khi mà cái giá đó nó tới mà cái lệnh của các bạn đang đang bán á, thì cái lệnh này của các bạn nó sẽ tự động khớp cho các bạn thôi nha, nó sẽ tự động khớp cho các bạn có thể là treo đó. Thì tương tự như là những cái cặp khác nha, tương tự như là những cái cặp khác thì các bạn có thể là chọn, nhấn vào chọn cặp này, các bạn có thể là chọn cặp đó là cái cặp đó là WBTC với lại là USDC nha, các bạn cứ chọn rồi các bạn mua bán thôi là xong. Thì bên GoWally hiện tại nó chỉ có hai cặp thôi các bạn, đó là WETH với lại là USDC, hoặc là WBTC với lại là USDC nha. Các bạn có thể là dùng USDC, các bạn mua BTC rồi các bạn bán lại, mua bán qua lại thôi. Nó như vậy là xong thôi các bạn. Thì hiện tại thì những cái tính năng như là Price với lại là Liquid với lại là token ZRB với lại là token WBTR này thì hiện tại nó chưa đang là Common Sơn, nó chưa mở nha các bạn. Thì vào đầu thì trong quý 1 này nó sẽ mở thôi. Ok, thì sau khi các bạn test xong á, thì sau khi các bạn đã test xong rồi thì các bạn có thể là vào cái các bạn join vào kênh Discord của họ nha. Các bạn join vào kênh Discord của họ này, rồi các bạn fill badge nha. Ok, thì sau khi các bạn join xong thì nó yêu cầu các bạn là query, thì các bạn chỉ cần nhấn vào nút là verify của con bot wit này. Thì sau khi các bạn nhấn vào nút verify xong thì nó sẽ tự động mở các mục cho các bạn thôi nhé. Các bạn có thể là qua một cái roulette này, các bạn tích vào cái ok thì một roulette không có này, phần role này, chọn quốc gia này, quốc gia Việt Nam này. Ok, thì sau đó thì ở phần là các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục, các bạn kéo xuống bên dưới nha. Ở phía bên dưới nó sẽ có cái mục là testnet và là testnet garena nha. Các bạn nhấn vào testnet garena này. Thì trong này thì các bạn chụp lại cả màn hình là bằng chứng các bạn đã giao dịch nha. Như những người này này, kèm với lại là cái địa chỉ ví của các bạn. Thì để chụp màn hình thì các bạn quay trở lại với cái sàn desk của họ. Rồi các bạn chọn qua cho mình cái mục. Các bạn có thể chọn cho mình cái mục đó là mục để mình xem cái lịch sử nha. Basic. Đây này, trong mục basic này nhá. Trong mục basic này nó sẽ có cái lịch sử của các bạn là buy sell này nhá. Rồi các bạn chụp lại màn hình là một cái này. Một này. Nha, sau đó thì các bạn tiếp tục chọn qua cái phần nâng cao. Thì trong phần nâng cao nó cũng tương tự thôi, các bạn chọn kéo xuống bên dưới, các bạn có thể là chụp ở bên cái mục đó là open order và là order history nhá. Các bạn chụp cả những cái lệnh này luôn nhá. Đầu tiên là đây này, open order này. Sau đó là order history này. Các bạn chụp lại này. Thì sau đó các bạn quay trở lại với cái Discord của họ, các bạn tải ảnh màn hình mà các bạn vừa chụp lên thôi, các bạn tải bài ảnh nó lên nhé. Một này. Hai này. Ba này. Ok. Thì sau đấy xong thì các bạn gửi gửi ba cái ảnh này kèm với lại là cái địa chỉ ví mà các bạn đã tham gia vào testnet nha. Các bạn chỉ cần là mở cái ví MetaMask, các bạn copy lại cái địa chỉ ví của các bạn thôi, rồi các bạn dán vào đây. Nha. Rồi các bạn gửi lên thôi. Nha. Ok. Như thế này. Còn bạn nào mà trong quá trình mà các bạn có thể là gặp lỗi ấy nhá, các bạn gặp lỗi thì các bạn có thể là ấy nha, gặp lỗi các bạn mà gặp lỗi gì á thì các bạn có thể là fill badge ở trong này luôn nhá. Các bạn dịch ra là bằng tiếng Anh á, các bạn ghi ra tiếng Anh rồi các bạn fill badge ở trên kênh này luôn cũng được. Thì trong này nó có kênh Việt Nam, anh em có thể là vào đây anh em trao đổi nha. Nó hiện tại thì chỉ cần như vậy thôi nhá. Các bạn nhớ đăng ký cái form này, rồi các bạn nhớ đăng ký cái form Android trước nha, rồi các bạn mới tham gia vào testnet của họ nha. Thì khi sau sau khi các bạn làm xong á thì các bạn có thể là withdraw về lại nha. Thì các bạn chọn cho mình một cái mục là dashboard này, rồi các bạn chọn cho mình đó là withdraw. Các bạn withdraw những cái đồng coin mà các bạn hồi nãy các bạn deposit vào ấy nha, chẳng hạn như là ZRB, USDC hoặc là WETH này nha. Đây nè, rồi các bạn chọn mask, rồi các bạn nhấn nút là confirm thôi nha. Sau đó các bạn xác thực giao dịch ở trên ví, rồi các bạn rút với lại rút cái con USDC này về lại ví cho của các bạn thôi nhé. Như vậy là xong. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn tham gia vào cái testnet của cái sàn giao dịch Deepwater thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.